Sao đang bằng sân của mình ấy. Lên ơi, leo, lên được đấy. Gần gũi với thiên nhiên. Đi ra ma thôi mà. Đi lên Thành. Vừa chơi ma rồi. Đi chậm thôi. Sao đấy? Kéo được rồi, kéo kịp. Con gái ơi. Đó chân trái lương luôn. Đấy tôi có đây rồi bạn ơi. Tốt quyền. Vấp 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 vấp. Trơn nhở, sân trơn nhở. Mưa mà. Anh có đi đá trên kia không? Vì là không, vượt kịp làm sao được. Đá sớm thế. Đúng rồi. Em nhìn cái danh sách bóng gì. Anh Vi anh chụp lên. Anh ra sân đi đá thứ sáu. Bọn anh đá cuối thứ sáu. Có quan đá đấy mà. Thuê sân đá cả năm. Cái sân này nó bé cái sân này đúng không? Mày bắt được. Sợ đấy. Chết. Liêm chạy đâu đấy? Sân này hết đèn mà trông tối rồi. Sân này nó còn dài sân. Sân nó đèn. Con Trịnh phải đỡ ngực lại. Ngực giao được qua mẹ đâu rồi. Ông quay đứng hướng này. Ok, sao nó chui rồi. Hay quá. Đã có tí bia, tí rượu rồi. Tài ít khi thổi. Hết rồi. Lùa. Đúng rồi. Trời ơi, lùa trượt đấy. Lùa trượt đấy. Bên kia nó nhiều muỗi. Đúng rồi, cái quay bên này, hướng tí thôi. Đá bó nhau vào, đá đi đá ma thôi Khánh. Chân dài thế nhỉ. Ôi, không phải nữa chưa? Khánh sau, Khánh! Khánh lùi! Rồi, anh Khánh đứng bên đấy! Anh vào đi! Rồi, đấy! Đúng rồi! Không kịp, không chạy đâu!
làm đi. Buộc nó vào đây chỗ nặng. Thấy cho lắm vào. Á bố. Quỳ nhiều quá. Bóng lại của đấy nó trơn quá. Bóng nó tăng nọ. Lên. Tách ra đi. Tách. Ơ kìa. Học làm lại. Học làm lại. Tốt đấy. Còn hai trận là chậm. Đá ngay từ sàn đầu trả lại cho Nghĩa. Thì bị chết. Ta về rồi đúng không? Hai trận là người ta về, người ta bò góc rồi. Cái đá ma nó rất là quan trọng. Rồi. Nào đá bình tĩnh nào. Tốt Khánh. Quả được của nó đấy Khánh ạ. Quân Trịnh giật mình thôi. Chân hơi cứng. Rồi Khánh. Chú ý nào. Bóng mình đấy. Ôi chỗ này phá bóng sang kia luôn nhỉ. Đi nhặt chết khổ. Đi nhặt. Bên này cũng nhặt khổ rồi. Bên này có cái giọng. Đá đây mấy trận. Anh gọi đi. Có về anh ơi. Còn lấy quyền ạ. Thấy anh mạnh không anh? Không sao, không sao, học làm lại. Học lại làm. Sao cả? Lật được. Lên quá. Được ăn luôn. Úi giời. Tốt đấy, biệt quyền ạ. À. Quyền chạy phải tốt đấy. Chạm vào cái chân là chết. Quyền không cố tình, quyền cố tình chạy của cắt mặt. Chính của ấy chạy con mẹ vượt qua mặt gôn. Ừ. Nó cố tình chạy của ấy. Sút quyền tốt. Quái sệt đi ăn. Sệt rất bất ngờ. Đấy. Rồi hết rồi. Luôn Khánh ơi, ấp luôn. Biết luôn vì sao luôn. Chưa nóng.
đau, lưng đau. Rồi. Đấy. Gọi lên. Lập luôn, lập luôn. Phản đi nhanh. Tốt nhất. Quyền nó bị cài luôn. Tốt. Hay quá. Lên Khánh. Khánh lên làm gì Khánh? Lên lên quyền. Đây đây đây. Luôn. Rồi đúng rồi. Đó, cái quyền ơi. Trước mặt đây này. Ôi, không đuổi đâu. Cái gôn này có đá đâu mà. Khổ quá nhỉ. Tốt quá quyền. Chỉnh lại ông vít tí là được anh ơi. Cô đứng im. Cô đứng im. Anh đứng, Khánh đứng. Qua đầu đấy. Khánh mắt đi đâu ấy, Khánh lại bị lủng rồi. Anh ấy lùi lại. Khánh lùi, Khánh lùi, Khánh lùi. Vệ kìa, bò hẳn vào trung vệ kìa. Không cần phải để ý Khánh. Đây này, đây này, đây này. Đang thừa người đấy. Đổi chỗ nèo ra. Đổi chỗ. Đổi chỗ. Tốt đấy quyền ạ. Ôi. Khó quá. Ui dồi ôi ơi. Nhịp chạm của ông đi. Đá nắn nó đấy anh Quân ơi. Tắt chiêu vào. Đâu đâu đá cả anh em nó tê đấy. Nó lâu rồi không đá anh em. Nó bất đá thường. Tắt chiêu bất đá thường. Băm. Ui dồi. Bôn ra gì phết nhỉ? Cứ lùi đi, cứ lùi đi. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Khánh lùi, Khánh lùi, Khánh lùi, Khánh lùi. Đỡ thôi bốn. Quyền ơi. Ông phải lùi. Tốt đấy. Đây. Đi, 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 đi. Quyền đứng đi, Quyền đứng đi. Ui ui dài quá Quyền ơi. Thấy không, thấy không? Đám ma hai chạm nó quen mẹ rồi. Quen mẹ, phải giữ lại. Được chưa? Của ông đấy đá một chạm xuống trong quần. Đá một chạm rồi. Đá ma toàn những cái quả bóng nó toàn xuống dưới hai chạm. Bên này không? Cao. Cho người ta đá chạy ma một lúc là người ta mệt mà. Đấy tiếp được rồi. Nhất này. Càng lên. Tốt nhất. Tay rồi kìa, chắc tài.
Thánh lên. Chạy đi ơi, đuổi đi. Cáp đứng. Tốt Quyền ơi. Chỉnh lại ông biết thì em được. Đây đây Thánh ơi. Đây đây. Càng chạy người ta càng phải lùi. 15. Tôi đeo nhớ đâu. 15. Vào cánh à? Cánh người kém mà, hai cánh người kém. Ra một số cánh chính là tốt. Tiền bạc đi, mọi người ta ra rồi di chuyển. Phải quất bóng người. Đá ma ấy Khánh ơi, tạo góc rồi. Anh ơi. Nói khó bún ạ. À. Sao học lặp lại chứ. Đấy, người ta bắt rồi, thằng này đéo nó lên. Học lặp lại. Khánh đứng. Khánh đứng đấy. Đấy này, theo này. Nhìn người ấy. Theo. Tốt Quân. Lỗi kìa trọng tài kìa. Đi vào sẽ tiếp đi. Đánh bom vào giữa. Rồi hết rồi. Đứng nguyên đấy. Rồi đấy. Quyền đấy. Đi vào ăn luôn. Từ quân lên. Tốt. Lợi thế thôi. Khánh lui. Chung nhá. Khánh đấy. Tính lại nào. Rồi, chung bối rồi. Thả cho Hải rồi chạy. Và con team đã quay trở lại rồi. Làm cái đấy. Hôm nay ở bên này mà chung không sang thì là có lỗi với tất cả anh em và tập thể đội bóng. Thay quần áo kia kìa. Sao? Con. Xuống, kéo xuống. Kéo đi. Về cho nhất đi. Hay quá. Ui giời kìa. Cột 2. Đuổi đi. Cột 2 đấy. Chạy dần. Bó vào giữa ấy. Ăn người đơn giản nhéo luôn. Thôi. Sao Quyền? Trơn quá đấy đi, đã lại. Sao? Hỏng làm lại. Đi vào giữa. Đi đấy. Khánh theo. Đi. Cáp đứng đi. 1-2. Tốt quá Quân ơi. Sao? Tốt đây. Quân với bảo đá ma không đá. Quái tưởng vào. Tốt. Cái còi. Thành sâu. Đây, bò vào giữa đá tốt. Chỉ là được mà. Kiểu nhiều khi kiểu chạy không hay bắt người không. Mình chỉ mình nhìn ở ngoài là dễ, vào sân khó lắm, nhìn kiểu như là bị chấp phim. Rồi anh Thành đứng nguyên đấy. Đứng đấy thôi. Đây này, từ từ. Không phải chạy.
Có dần vào giữa. Từ nhất ơi, có ai đâu. Ok, không sao. Cứu được. Đây là, đây là, lùi bớt nào. Lùi Khánh ơi. Rồi, 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 đủ, đủ, đủ mà. Nhô lên được cho tao. Vào sát. Lên. Nào con đấy nguy hiểm quá. Phất quả bóng lên. Hai cánh ngọt yếu. Anh em người ta mà dàn xếp mãi được quả bóng với ông ở nhà ông bán. Quả bóng đấy thì phất lên chứ còn gì nữa, đòi chuyện cho quân. Phất mày đéo thua. Thế sao ông đã thế sao mày đéo thua. Quả bóng ấy 1.000 lên luôn. Bóng ấy bóng về sát rồi đấy. Sao chuyển chuyển ra như thế nào. Luôn đi. Quyền nhập cột 2 đi. Ôi giời ơi kìa. Chưa lót kịp. Đó là có con gì chun nữa. Quyền năng mải phối hợp. Chưa kịp lót. Đúng rồi, quyền cột 2 rồi. Quả đá thì cát nó căng vào được không? Ok. Khi ông khởi động mình tưởng chạy biên. Vào luôn Khánh. Hết rồi. Thôi. Bỏ giữa kìa Khánh. Khánh cánh làm gì? Tốt. Mẹ dường tốt nha. Không dừng vào đấy là chết. Không dừng vào đấy chết. Thoát ngay. Quả đấy chỉ đệm là xong. Chết thế nào? Không dừng. Quả đấy không dừng là chết. Chết. Ôi, cái treo đồ gì không? Em cứ nghĩ là đội họ đỡ được quả đấy chắc. Treo cẩn thận. Tốt. Mắt tốt. Sao luôn. Nó làm ma đi. Rồi. Rồi đấy. Nhiều hải sản quá. Ta đi, ok. Tài ấy quá nhỉ. Quái được. Quái được đám các này. Người lên. Anh ơi. Ba mét rưỡi đùi nữa. Ai đá thòng? Để anh Quân đẩy anh Quân về đá trung vệ, đẩy anh lên đá tiền đạo. Bây giờ gióm là cánh rồi. Thuần túy rồi. Quân quá nhỉ. Quả ghét. Quả được. Ghét cái quả lò cái thế nhỉ.
Bắt chắc đá mạnh. Buồn buồn chắc người ta già rồi. 25 25 anh ơi. Anh Anh Bình ơi. Chọc tà thấy lạ quá, cứ hỏi giờ. Nhờ chọc tà thấy lạ quá, cứ hỏi giờ. Bao nhiêu rồi? Thật là chưa hiểu. Chưa hiểu. Để về cắt clip. Hiểu không? Anh em mình hiểu, anh em không phải hiểu. Ồ, cái trận mà bọn anh đá vừa ghi bàn xong rồi lại ghi bàn nữa, xong nó lại hỏi là bao nhiêu rồi, vừa xong. Thì anh em nhìn được quả trận là 10-0 rồi. Đi cắt clip, úi trời ơi. Cắt clip 10-0 thì cắt mỏi tay. 12-0. Quả được của nó đấy. Mới đâu chưa quen, sau rồi đỡ quen rồi. Đá lúc đầu chưa đóng, chưa đóng cơ lên. Thằng cao nó nghỉ một tí để nó lại vào. Thằng này nó không phải người thường. Con điêu. Không hiểu sao tối thế nhỉ. Tốt người đây, người đá tốt nhỉ. Ai bóng ai? Sao? Con. Rồi anh Thành cứ đứng nguyên đấy, đứng nguyên đấy. Rồi theo người. Bóng dài. Theo cứ theo người. Rồi, ngoan đâu, mình tính thôi. Đấy. Nói nhiều quá Trung ơi. Sau. Tốt, đúng rồi. Lỗi kìa, lỗi kìa. Đỏ rồi. Tóm chân được rồi. Tóm chân của đấy. Không tóm chân. Không tóm chân thì không sao đâu. Đéo dướng được. Đéo dướng được. Đá giải của đấy là đỏ luôn. Bán mẹ cả đội luôn đấy. Giải đấy đỏ ấy. Đá giải là đỏ. Đá mẹ tự nhiên thua luôn. À. Nhất à? Kéo nhanh nhạy. Ôi. Ông kéo nhanh nhạy ông để tôi. Để tôi ông bỏ ra. Bà đừng zoom rồi kệ đá. Không sao anh ơi. Tôi zoom rồi. Tôi zoom rồi. Zoom rồi nó khổ rồi. Kéo zoom một kia vào. Thằng này nó đá bên tí tốt mà. Đéo không? Thân nhẹ quá. Đéo đi nhìn màn hình. Đánh gì về giữa đấy. Đó đúng rồi. Vào giữa. Tốt, tí thì để trướng. Để thì chửa. Ôi, mạnh quá. Mấy giờ nhỉ? Giữa Khánh ơi. 16 này. Ông hỏi phút bao nhiêu tôi biết chứ. Hỏi mấy giờ tôi biết đéo. Hai tớm. Ôi hay quá nhỉ. Mà đấy làm công chuộc tội đấy. Tốt nhất đấy, từ từ đây. Tốt quá quần này. Ông này quyền là hay thế nhỉ. Ông lên đồng ấy à. Ở giữa Khánh. Đúng rồi, Khánh ra. Hết rồi, hết cửa rồi, hết rồi. Quyền quả bỏ lỡ cơ hội phí quá Quyền ạ. Thuốc lắc quả hay đấy. Thôi mày sao không chơi đá bóng Nga rồi. Rồi. Khó quá gió mày. Làm lại. Đẩy khó quá thua đúng không? Ui, lại đẩy quả nữa kìa. Quả hai luôn. Hôm qua chắc thua. Rồi, không có gì đâu. Quyền này quá nhỉ. Đỡ ngon vào. Ơi, thay. Thế thôi rồi. Nó nghỉ tí. Bố hơi thuốc đi. Bổ sung đi nicotine vào.
dài rồi. Chim rồi. Đau 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 đau. Đau, đau giả vờ. Mẹ luôn. Ôi giời. Nó quay cái quần. Chúng ơi, nâng 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 lại chung. Đá lại chậm lại là chậm lại chậm lại chắc chịu lại. Cảm giác như sân bên cạnh sáng hơn tí. Vẫn luôn. Ủa khó thế. Gì đấy? Làm đau mình chưa? Phất lên. Quả đấy anh Trung không phất được. Phất ra ngoài. Quả quả đấy phải gôn gôn phất luôn, quả kia thì dễ hơn. Quả đấy Trung phải đá dọc biên. Đá biên đây này, hoặc phất ra ngoài được đéo. Để đấy. Kệ cho nó. Trọng tài buồn cười. Nghe còi đi. Nghe còi đi. Còi chỉ nhèo thì chơi thôi. Nghe tài, nghe tài, tài chỉ mà. Cứ đi coi là tài, tài là coi. Là mẹ. Anh ơi, đẩy đẩy cao luôn anh ơi, đứng trên sân đây không bắt ai. Đẩy đẩy cao luôn anh, đẩy cao chết rồi luôn. Ô. Bắt được gì đấy? Ui giời ơi, may quá. Ơ gol đây, gol đây. Hôm nay công Hà Nội với FC Hà Nội đúng không? Đúng rồi. Mấy giờ nhỉ? 19 giờ 15 phút. Thế thì cũng về rồi. Trận này cũng derby thủ đô hay đấy. Vé viết cũng phải ở mầm nha. Thay 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 thông đấy kìa. Dũng ơi. Anh Dũng ơi. Vào đi em. Chào thay trong. Quân nó sốc rồi. Sao ông đá ra đấy? Đau à? Đau. Cần chườm đá không? Hay quá nhất đây. Quả ấy không tới được. Mình hôm nay là mình chữa cháy nó viên viên. Ôi giời. Tiến lên nó luôn. Lên lên tiến lên. Đợi đợi người chậm chậm. Sợ sợ đau. Hôm nay anh bay nhảy ra gì phết đấy. Nó hơi chặt chặt chặt. Xong rồi máu nó không lưu thông thì khác thế. Tê tê chặt. Bó chặt quá. Chặt quá. Tê tê. Đúng rồi. Tốt. Được rồi. Tốt rồi. Tiền đạo cũng là cũng vừa miếng đá đá rồi thầy cứ đứng yên đấy vừa rồi đấy sáu chín là rồi rồi cút cú vờ nó là giữa vì nó biết chơi nó không cầm quay chết ngay. Tốt quá. Ui kìa, gió nó lên đẹp quá. Lỗi ở kia kìa. Tải. Anh chạy theo. Xe từ từ. Đấy rồi. Tốt đấy gió. Quay ra biên. Tốt gió ơi. Úi dồi. Phí quá, phí quá. Đúng rồi, quả gần quá, lắc quả tốt. Kìa gió kìa. Khánh ơi, không cần ở đấy đâu Khánh.
Anh vào đây làm gì? Anh Khánh ơi, đây này. Đây này, đây này. Trung ơi, Trung ơi. Anh bò xuống đi. Kéo tối được mày nhỉ? Cầm bóng. Bắt đi nhá, loạn rồi. Anh Khánh ơi, không có chạy đâu. Sát rồi chưa? Sát chưa? Đi đi. Tốt. Chưa? Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi không sai. Chắc pha, chắc pha, chắc pha. Kiểm tra đi, làm sao mà không phải. Ê, kiểm tra ra đây. Đi. Ông Trung này phải thiếu trên miệng đấy nhờ. Nóng tính thế. Bóng đâu? Nhất đây, giả bóng Nhất đây. Thôi không vào thì thôi, không sao cả, đá đi các bạn ơi. Giả bóng 15 ơi. Ôi, đá vui vẻ đấy, bạn ơi. Ôi,